trở về sau khi kết thúc hành trình lịch sử, liên tiếp đạt 4 huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games. Một nhóm cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều ngày 16 tháng 5, trong vòng vây của người thân và fan hâm mộ. Các cầu thủ luôn tươi cười rạng ngời, tranh thủ chụp ảnh, phía tặng cho mọi người. Nữ tiền đạo Huỳnh Như đã dành thời gian chia sẻ về cảm xúc khi cùng đồng đội giành huy chương vàng gửi đến toàn thể người hâm mộ cả nước. Hiện tại thì Như cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đội tuyển Việt Nam giành được 8 huy chương vàng ở SEA Games lần này. Cái chiến thắng này thì Như cũng muốn dành tặng cho tất cả những người hâm mộ Việt Nam đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với đội tuyển nữ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thật sự đây là một tấm huy chương vàng rất là ý nghĩa trước cái thềm mà mình chuẩn bị cho World Cup, thì nó giúp cho toàn đội cảm thấy tự tin hơn và nó cũng có niềm tin của người hâm mộ dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đối với Như thì thật sự thì khi mà trước mỗi giải đấu thì Như đều đặt cái mục tiêu là mình cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng nhất, nhưng mà cũng nó thật sự là nó cũng không quá quan trọng đối với thành tích chung của toàn đội, khi mà Như cũng có những bàn thắng rất là quan trọng dành cho toàn đội và quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của toàn đội. Thật sự thì Như cũng như là toàn đội cảm thấy rất hạnh phúc và rất là trân trọng cái tình cảm mà mọi người đã luôn luôn dành cho đội tuyển nữ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và Như hy vọng là cái tình yêu này nó sẽ tiếp tục và nó sẽ nhiều hơn nữa để mà giúp cho các cầu thủ nữ có thể tự tin hơn. Thì sau khi mà giành được cái chức vô địch đó thì Như cũng gửi, thì Như cũng nhận được rất là nhiều lời nhắn chúc mừng từ các đồng đội tại câu lạc bộ Lan, và Như cũng gửi những hình ảnh chia sẻ cái niềm vui của Như đến toàn đội và tất cả đều cảm thấy rất là hạnh phúc cho Như. Nhóm cầu thủ và ban huấn luyện còn lại sẽ bay thẳng về sân bay Nội Bài vào tối nay. Các cầu thủ sẽ có 6 ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện tại trung tâm bóng đá trẻ để chuẩn bị cho World Cup 2023.